Thúy, em gái con đâu rồi? Con cũng không biết, từ sáng đến giờ con chưa nhìn thấy em. Chắc nó lại trốn vào đường chơi rồi. Già thì bao nhiêu việc, con mau đi tìm em về đi. Vâng thưa mẹ. Nga, Nga ơi, em đây rồi, sao chị gọi mà không lên tiếng thế? Chị tìm em có việc gì thế? Mau về thôi, mẹ đang tìm em đấy. Nhưng em vẫn còn muốn chơi mà, về làm gì chứ? Chắc mẹ lại sai em làm việc à? Em không thích đâu. Thôi nào, chị em mình về thôi, biết đâu mẹ có quà cho em thì sao? Mẹ có việc muốn nhờ các con đây. Thúy mang đống sợi mẹ vừa dệt xong đến giao cho bà Liêm ở cuối làng. Còn Nga, trả cái giếng ở bìa rừng xách cho mẹ 2 xô nước. Vâng ạ. Cái gì? Đi xách nước hả? Con không chịu đâu. Nước nặng thế làm sao con xách được? Trả hỏng hết bàn tay con cho xem. Trước giờ mẹ nuông chiều con vì nghĩ con còn nhỏ. Nhưng giờ con đã lớn rồi, phải phụ giúp mẹ và chị chứ. Có mỗi việc xách nước cũng không làm được thì làm cái gì? Thôi mẹ để con làm cho. Con mang hàng cho bà Liêm xong sẽ về xách nước luôn. Vâng. Mẹ để chị Thúy làm đi. Chị ấy quen làm hơn con mà. Không được, con phải đi xách nước. Đừng có quen thói lười biếng như thế. Con không chịu đâu. Tại sao bằng tuổi con, các bạn được mặc váy đẹp, suốt ngày được chơi, còn con thì phải mặc áo vá, rồi còn phải làm việc nhà nữa. Con không muốn thế đâu. Ơ kìa, Nga. Em nó còn nhỏ, dần dần nó sẽ hiểu thôi mẹ ơi. Sao cùng là con mẹ sinh ra mà hai đứa lại trái tính nhau thế hả trời. Trời, đây là đâu thế này? Đẹp, đẹp quá đi mất. Ta là... Chào mừng cháu đã đến với thế giới thần tiên. Ta chính là chủ của căn nhà này. Ơi, bà chính là tiên à? Cháu chào bà. Bà ơi, cháu đang đi xách nước cho mẹ thì bị lạc vào đây. Bà có thể giúp cháu trở về nhà được không ạ? Đã vào đến đây thì không thể ra về ngay được cô bé à. Dạ sao? Không về được. Vậy từ giờ cháu sẽ bơ vơ à? Ta thấy con có vẻ hiền lành, hãy ở lại đây với ta một thời gian. Ta đang cần một người giúp việc nhà. Vâng, con cảm ơn bà. Thúy. Dạ. Thời gian qua con đã làm việc rất chăm chỉ. Nay ta ban cho con được trở về đoàn tụ với gia đình. Thật thế sao ạ? Con cảm ơn bà. Trời, mình đã về nhà rồi. Mẹ ơi, Nga ơi, con đã về rồi. Ôi, Thúy, con đó hả? Thời gian qua con đi đâu vậy? Câu chuyện dài lắm, từ từ con sẽ kể cho mẹ và em nghe. Thật vậy sao? Hóa ra dưới giếng lại kỳ diệu đến thế. Con sẽ ra giếng bốc nước cho mẹ ngay. Mình sẽ nhảy xuống, mình cũng sẽ được như chị. Cô ơi, ông là ai? Nhà tôi ở đằng kia. Cô đã bị lạc vào đây thì không thể ra ngoài được đâu. Tôi đang cần một người giúp việc. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi. Cái gì? Tôi mà phải làm người hầu của ông à? Ông đừng có nằm mơ. Tôi đang chờ một bà tiên đến ban cho nếu tôi những bộ. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và subscribe cho kênh Bắp Bọ nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.